Hello, xin chào anh em nha. Rất vui khi gặp lại anh em trên cái kênh YouTube của Đinh Nguyễn. Thì hôm nay mình có chuẩn bị ráp cái cục máy mà có cái số máy là nó rất là mờ luôn anh em ơi, 6030. Chả biết cái xe này là cái lốc máy thuộc cái xe gì. Để lốc hoàng bên đi. Xe này nó bị nhiều bệnh linh tinh lắm anh em. Và thực sự mình cũng chả biết là cái lốc máy này là của xe Nhật hay xe Trung Quốc luôn á. Thiệt sự mà nói hình như nó xe liên doanh xe gì á. Xe này là lốc nó nhão quá anh em ơi. Cái lốc này nó đóng sơ mi nè anh em. Xe này rồi cái lốc bên đây nó cũng tuôn sơ mi nè anh em. Xe này nó già lắm. Mà đặc biệt là nó kêu dữ lắm nha anh em. Máy này nó kêu. Chiều mưa quá cũng không có quay cho anh em nghe rõ được. Quay cho chủ xe coi luôn. Cái vô lăng á thì nó xài như vô lăng của Thái. Lồng thì không phải lồng Thái nha anh em. Lồng 97 số lớn. Bít tông cốt máy này. Bít tông cốt 3 này anh em. Đó. Bít tông cốt 3. Đầu á thì đầu bò Trung Quốc. Đi cam lũ nhỏ đã đóng bu ri. Mình mới đi làm sửa lại miệng xăng rồi đây anh em ơi. Đầu Trung Quốc nè. Xe này sao mà nó lung tứ tung quá. Cốt ca mà mình mới đi mài lại nha anh em. Mài lại nè. Chỗ này nó có cái chốt để cho xả người ta tán lại hậu cũ của cam này người ta tán lại. Máy này dơ khiếp lắm anh em ơi. Thôi khỏi nói cái máy này nó dơ lắm. Mình mừng nhớ. Anh em làm kiểm tra bánh bông nhớt này mà nó cà chớn là bỏ đi nha anh em, chứ không nó xoay cái lõi này nó không xoay cái bánh là nó phá hết á. Xe này đặc biệt là cũng đã hú rất là nhiều cho nên là mình thay một bộ nhông hú khác nha anh em. Mình thay bộ nhông hú mới nè. Đế này thì mình giữ lại mình ráp cho khách nè anh em. Đế này nó cũng còn dày. Số heo số càng số cũng còn được anh em ơi. Long đình số cũng còn nè. Nhưng mà nó có cái dở chỗ này. Đó là cái cục số nó khuyết mất rồi. Anh em mà làm máy á, hoặc là anh em khách sử dụng thì để ý cục số nè nha. Lúc đầu nó lớn bằng này nè, mà chạy riết ở ngoài này nó mòn còn nhỏ xíu. Là đây là cái hiện tượng đó mà. Khi mà anh em vô số á, lên ga á, nó làm như là lỏng cao su đùm nha anh em. Tại vì cái độ hở này nó quá nhiều, cái nhông nó nhấp tới nhấp lui này, nó giật. Nó làm như là lỏng cao su đùm với lại lỏng cao su nồi. Do đó là anh em đặc biệt khi chú ý, tại vì cái cục số này nó nằm ở trong máy. Rã ra mà đã ráp vô hết rồi mới phát hiện nó thì cũng đã muộn rồi, không lẽ rã máy ra lần nữa nha anh em. Thì cái này mình sẽ khắc phục là mình thay cái cốt này thôi nha anh em. Thay cốt này, gỡ phe ra. Lấy nhông số 3 này ra rồi thay cốt này. Ở đây thì cũng có nhiều anh em mà nói bít tông lên tới cốt máy là nên vớt mặt vớt đồ. Thì nói thật với anh em thì như anh em cũng thấy mình ráp máy, cái quan trọng là mình đi cái ron á, cái ron đầu á. Xe mà cốt nó lớn á, thì thường thường mình đi ron giấy. Những cái xe mà anh em mà lao động phổ thông không có quan trọng cái gì ron mỏng ron dày thì mình ráp, miễn sao nó tròn cái tiếng ga là chạy. Còn nhiều anh em mà đòi hỏi phải xài ron sắt ron đồ các thứ cho nó đẹp thì mình tính tiếp ha anh em ha. Thì mình sẽ phay nhẹ cái mặt này lõm chút xíu nữa cho nó nhẹ ra, nó không có bị rốc đầu. Ủa, còn gì nữa đâu. Đây cái dên này bị lột tay rồi anh em ơi. Lột tay mới thay tay. Thay một cặp bạc đạn dên. Mới thay cặp bạc đạn dên đó anh em. Thì đây cái tay dên đó. Tay dên đây nè anh em, lột nè. Tay dên nó bị một cái chớn chỗ này nè.
Đó, chớ ngay móng tay mình đó anh em. Tay cái đầu trên này nó cũng ăn đâu có điều đâu anh em. Nó dễ bị kêu cái ác bít tông lắm anh em. Nó có nghĩa là cái đầu tay lâu ngày quá nó mòn hai bên đầu dưới đầu trên này. Đó, cái chỗ trắng trắng đó anh em. Cái chỗ đen thì nó còn nguyên đây. Mấy cái này mà bỏ cái ác bít tông vô nó không có ăn điều, nó dẫn tới tình trạng dễ hay bị kêu lắm á. Mình cũng kiểm tra, mình làm lại cho khách. Xe này nó cài bánh cam ba lỗ nè anh em. Trung Quốc cái xài bánh cam ba lỗ. Đó. Ngày nay cũng làm mà nó thật với anh em, ngày nay bị cái xe Dream nó giật. À, nó giật về cái tình trạng mà nhớt nó vô lúc được lúc không ở trong cái đầu dây này, ở bên cái kênh mà Đinh Nguyễn 77 thì anh em cũng xem rồi. Nói chung là làm nghề thì cũng phải có lúc sơ sẩy, nhưng mà quan trọng là mình biết cái cách để mà mình khắc phục, biết cái cách mình sửa chữa thôi. Để mình kiếm cái nắp đó rồi mình ở đây nó rớt đây, nói cho anh em nghe. Thì như đây là anh em thấy cái nắp này mình chưa có vệ sinh sạch sẽ ha. Cái video bên kênh Ninh Nguyễn 77 mình cũng đã nói rồi, sẵn đây mình nói cho anh em nghe luôn, rất ít cái tình trạng ít khi. Nhưng mà cái này nó bằng nè ha, ba cái chân này nó bằng hết nè, cái mặt bằng này nó phải bằng nè hả. Thì khi mà nó chập vô cái dên đây đó, mình ráp vô nó vậy đó, nhấc nó vô đây nè, nhấc nó vô đây rồi nó ra hai cái lỗ nhỏ nhỏ này đó, bắt đầu là nó lòn vô trong hai cái lỗ này, hai lỗ dưới đây, để mà nó vô nó nuôi cái tay dên và nó nuôi luôn bạc piston. Nhưng mà hồi chiều á, khi mà mình ráp cái nắp này nè, ở đây bố nồi mình cũng dán rồi nè anh em, mình quay lại cho anh em xem. Mấy anh em vào nghề đây, dù nó có cái ron bỏ vô thì khi mình ráp á, thì cái ron theo xe nó còn, mình thấy còn ngon lắm thì mình ảnh vô mình nhận ốc chặt anh em ơi hả. À, thì mình cũng không bao giờ mà mình nhìn ở dưới cái mặt này đâu, mà không ngờ mà cái nắp đó nó bị dinh nó hở nhiều vậy anh em ơi. Không biết cái nắp còn không, lấy cho anh em xem. Ở đâm ra nhớt nó vô đây mà nó hở nhiều quá, nó tạt ra hết trơn ba cái cạnh này nè, nó không vô được cái dên hả. Khi mình tháo nồi ra mình kiểm tra thì mình bơm hơi vô thì nhớt nó dẫn vô trong này, nó nuôi tay dên. Mà lý do tại sao mà lại rút bê bê tông, nó đâm ra mình bị hoang mang hả. Thì cuối cùng rồi là mình phải thay cái nắp này, để mình ra mình kiếm thử cái nắp này nó còn không. Đây nè anh em, đây là cái nắp hầu chiều nè, anh em thấy hai nắp nó khác không hả. Nắp này hầu chiều nó hành mình đây, thực sự mà nói luôn, bực bội nó ghê luôn. Ba cái cạnh này nó cao, tự nhiên chỗ này thì nó lại thấp, đâm ra là nó giật mình hả. Giật mình phải tháo ra rồi hư một trái bít tông đó anh em ơi. Cái này là cái dấu ron nó còn dính nè, này thì gò lại cũng được thôi, nhưng mà gặp mấy cái này thì nên vứt, mình thay cái khác liền. Hở nhiều lắm anh em, nếu nó hở ít á thì nó vô được cái dên, nó hở nhiều nó đâm ra nó vô này, nó cái dên nó chạy nó quăng rồi nó văng ra hết trơn rồi, nó không có vô được trong cái dên. Cho nên nó là quay cũng nói lại một lần nữa để mà cho anh em hiểu. Còn đây là cái cách làm máy của mình đó. Riêng cái cặp bạc đạn cốt cam thì nó còn được, do đó mình còn giữ lại nha anh em. Thì ngày mai tiếp tục mình sẽ post cái video này lên trên cái kênh này cho anh em xem thử coi tiếng máy nó như vậy, đồ nó xấu xấu vậy đó. Đầu Trung Quốc, làm Trung Quốc, nhưng mà mình đảm bảo cái máy này rất là êm nha anh em. Êm lắm. Nào mình cậy post đồ mình thay mấy cái này, máy này sẽ rất là êm nha anh em. Rồi, thì thôi cũng quay sơ qua là nhấn mạnh một lần nữa là anh em làm chú ý những cái này nha. Nó rất là đơn giản nhưng mà đôi khi nó quằn mình mệt luôn đó. Lên bờ xuống ruộng đó anh em ha. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn anh em trong cái video clip tiếp theo của mình nha anh em. Bye bye.